Tây xin mến chào quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại dòng sông Bách Tư Gô của thành phố Sóc Trăng để ghi lại hình ảnh các đội ghe đang luyện tập chuẩn bị cho mùa giải Ốc Bốc 2023 như thế nào. Thì mời quý chú chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe và đồng hành cùng mình để theo dõi các đội ghe đang luyện tập chuẩn bị cho mùa giải mới. Mình đang có mặt tại dòng sông Bách Tư Gô, thì hôm nay là ở đây là chùa Phật Thi Ha Ram của phường 7 của chú chị, thì đang chuẩn bị xuống với chuẩn bị bơ tập bay nha. Đây là hình ảnh các vận động viên đang xuống ghe nha. Đây là hình ảnh của Phật Thi Ha Ram phường 7, là ghe này ghe tập bay nha các chú chị. Rồi, còn ở khán giả ở bên bờ sông thì rất là đông luôn, rất là đông luôn, hành cứng luôn. Đây rất là đông luôn. Đây dọc theo là của hai bên bờ sông thì bây giờ rất là đông nhẹ. Thì bây giờ mình đang theo dõi chiếc ghe của phường 7 nha. Các vận động viên đang xuống. Đây thì mình đi ở bên trên thì mình thấy là nhiều các dạ cổ đời vận động viên rồi đó. Mình đang đến để mình xem các cổ động viên ở bên bờ rất là nhiều luôn các chú chị. Đây mình đang đến dọc theo luôn ha, rất là đông nha. Thì bây giờ Thanh sẽ đến để trẻ của chú chị thấy là các cái vận động viên đang xuống ghe. Đây thì các vận động viên đã đầu xuống trên ghe nha. Cốc vô. Ủa, bơi lên đâu ta? Bơi lên chảnh hay là bơi lên đâu? Không mà bơi bơi lên đâu? Bơi. Bây giờ bơi đi lên trên khán đài hay là đi xuống? Bây giờ đi bọc bên kia nó mới lấy được cảnh. Bên kia mới lấy được cảnh. Đây thì bây giờ thì của chùa Sóc Giò phường 7 hay là Phật Thi Ha Ram đó các chú anh chị, thì các khán giả cũng đang theo dõi rất là nhiều nha. Bây giờ mình tiếp tục mình đi dọc cho cô chú anh chị thấy là xuất phát của chùa Sóc Giò. Đây là hình ảnh người ta vẫn theo dõi nha, thì các vận động viên đang mình chuẩn bị thôi thì ta đến là đông rồi. Phát ra ngoài cho chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và sức khỏe luôn. Bây giờ xuất phát ra từ từ rồi chú chị ạ. Mình xin nhắc lại là ghe này ghe của Tóc Dồ phường 7 Phoshiharam nha. Bác chú chị ơi, không biết xa xa biết chưa thấy ghe gì ghe gì nữa nè. Ủa này đâu phải Khao Len. Xa quá không thấy đường. Đây, nó đang lên chú chị. Ờ, con hổ như là của Chàm Ba hay gì á. Ghe của Chàm Ba gì á. Họ đang tập, đang thử câu gì á. Này của Chàm Ba quá, khổ. Bên này chị Di Diện là bên đó chữ Tiều. Ý chữ chữ Khmer. Phải không? Cái gì? Chùa Lây gì vậy? Long Phú gì á. Chùa Long Phú. Chùa Túc Ray. Đó, ghe của Túc Ray của Long Phú. Giờ có Chàm Ba lên rồi quá. Ghe của Túc Ray. Giờ thì nó đang thử ra chú anh chị sẽ quay cho chú anh chị thấy là cái lúc mà nó khởi động như thế nào ha. Mình cũng gắng tranh thủ để quay lại cho chú anh chị thấy cái hình ảnh khởi động của các đội ghe. Hôm nay là mình đang đến khu vực này để cho cô chú anh chị thấy về cái hình ảnh các đội ghe đang luyện tập ha. Ba đề ba. Đề ba. Lươn học luôn, lươn mấy cái tội hộp trứng cũng có rồi sạc đó. Đây là hình ảnh các bà con mình đang theo dõi các đội ghe liên luyện tập nha. Thì cô chú anh chị thấy là bà con mình mặc dù trời nắng thì các vận động viên cổ vận động viên của các đội ghe hiện bây giờ đang bên bờ dọc sông đội ghe của Mastergo rất là đông để mà theo dõi các đội ghe đang luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải Ốc Bóc 2023 đó. Chủ yếu chú anh chị thấy là gặp tận nhiều nha. Bây giờ mình sẽ đi dọc cho chú anh chị thấy cái hình ảnh ngày hôm nay. Đó, hai bên thì các bạn thấy là rất là nhiều nha.
người bà con mình đang theo dõi các đội ghe đang luyện tập. Dọc cho cô chú anh chị thấy nha. Ghe ghe của tập ghe của Long Phú thì chú anh chị hiện bây giờ thì đang tập ở khu vực ở dưới cạnh đuôi của cái khu diễn ra cái vòng thi đấu á, thì nằm ở cái vực xuất phát đang luyện tập ở khu vực này. Đây, cô chú chị thấy bắt đầu đang xuất phát ở dưới phía dưới xa xa lại cho cô chú chị. Đây là tấp ray nha. Đây, bây giờ đang xuất phát đây nè. Nói gì chơi gì? Quay hay trực tiếp? Quay hả? Đây, hiện bây giờ thì đang xuất phát trở lại của quý vị đang luyện tập từ ở dưới cái đỉnh xuất phát để về cái hướng khán đài A đó của quý vị. Nhắc lại ghe này, ghe của Túp Gây của Long Phú nha. Chú anh chị thấy là ghe đi rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ luôn của chú anh chị. Cắt nhịp nha luôn, cắt qua đều luôn nha. Rồi, các bạn nhìn thấy là ghe nó là nhịp từng nhịp luôn nha. Bên thì cô chú chỉ thấy là các cổ động viên thì rất là nhiều nha. Đây, thì cái đó là bên khán đài ai của chú chị. Đây là hình ảnh mình ghi cho cô chú chị thấy là tất cả các đây là cổ động viên thôi. Đây, đây rất là đông nha. Mặc dù là chưa có ngày thi đấu nhưng mà cổ động viên người ta ra đây để xem các đội ghe luyện tập thì rất là nhiều. Đây, thì mình đi dọc cho cô chú chị thấy là cái hình ảnh của bà con mình mê cái môn thể thao này như thế nào ha. Thì rất là đông nha. Đó, thì bây giờ thì dọc theo bờ kè này thì cô chú chị thấy là rất là nhiều vận động viên cổ vũ cho nhau. Đây, bây giờ thì chiếc ghe này tiếp tục xuất hiện nữa là ghe nào đây? Ghe màu xanh. Chuẩn bị tiếp tục ra xuống. Đây, chiếc ghe Khơ Len bắt đầu đi xuống. Ghe Khơ Len bắt đầu đi xuống của chúng tôi. Ghe Khơ Len đang xuống nha. Giờ này bắt đầu ghe bắt đầu ra bắt đầu thử rồi đây, nước bắt đầu đã ổn rồi, các ghe bắt đầu ra tới. Đây.
Thì năm nay mình thấy hầu như là các đội ghe tập luyện tập rất kỹ lưỡng cho mùa giải năm nay nha. Thì chiếc ghe nào đi cũng rất là nhẹ nhàng hết trơn. Thì năm nay là mình nghĩ là các màn trình diễn của các đội ghe năm nay rất xuất sắc nha. Cái này chùa Cao Len của chú anh chị. Ghe này mình xin nhắc lại là ghe của Cao Len nha. Cô chú anh chị bắt đầu ghe của chủ khách mới chuẩn bị xuất phát luôn. Thì ở ra bắt một chú anh chị à. Đây ghe đến rồi nha. Này ghe của chồng khách mới của chú anh chị, ghe mới luôn. Đang bơi từ từ kìa. Bây giờ nó cho quay đầu. Quay đầu. Đang quay đầu xuống ra trở lại của chúng chị để về điểm xuất phát nha. Ở phía xưa kè đang lên của chúng chị. Kè đó ghe nào quá đẹp luôn. Thì đội này ghe này đi lên luôn, ghe đi quá đẹp luôn của chú chị ơi. Rồi cái này xuất phát cái này luôn rồi. Ghe của Sóc Dò hả? Ghe này của Sóc Dò phường 7 gì phải không em? Ghe đó là của dòng ít mới phải không? Ghe đó là dòng ít mới đang xuất phát. Năm nay các đội ghe hầu như thấy là đi nhẹ nhẹ không đó. Năm nay là hấp dẫn luôn á. Biết là chứ mấy nãy giờ là đi nhẹ nhẹ không à? Và nỗ lực thì thấy các ghe đi rất là nhẹ. Hôm nay cũng có nhiều cái màn để mà chạy biểu diễn cho thi đấu trong cái mùa giải năm nay thì rất hấp dẫn nha. Thì bây giờ ghe bắt đầu quay trở lại của chú kìa, để trở lại mặt quay về cái hướng khá là ghe có đầu là xe của Sóc Dò Poti Haram 17 ghe màu vàng của chúng tôi.
khán giả. Bên bờ kè hai bên rất là đông rồi, cô chú chị ơi, chưa tới ngày nhưng mà rất là đông. Đây thì bây giờ hai chiếc ghe bắt đầu đã quay chân ngược dòng trở lại để bơi về khán đài An của chú chị. Thì Thihagam là quay đầu trước, còn chồng bích cờ mới thì đang quay đầu ở sau. Đây là chiếc Thihagam sắp vô phần 7. Còn chiếc chồng bích mới thì xuống tới dưới kia của chú chị đây. Chồng bích mới nó nằm ở xuống tới dưới xa nè ha. Còn đây là Thihagam đang ở trên này. Đây là Thihagam xuất vô phần 7. Còn đây là hình ảnh của chiếc chuồng quýt mới của chú anh chị đang xuất phát chạy xuống. Đây, chuồng quýt mới nha, đang xuất phát ở dưới này. Với bên kia là chiếc ghe của Tơ Len luôn, hai chiếc đang xuất phát với nhau luôn. Đây, hai chiếc đang tranh tài với nhau ngày hôm nay luôn. Tơ Len và chạy chuồng quýt mới nha. Đây, rất hấp dẫn của chú anh chị, tính luôn. Hai chiếc ghe đang xuống luôn. Đây chồng quýt mới và Khơ Len rồi quý vị. Cơ Len và chồng quýt mới. Bây giờ đang so kè lại cho nó đồng mức với nhau mới xuất phát rồi quý vị. Chồng quýt mới là cái hình biểu tượng là con thỏ nha. Còn đây là Thơ Len bắt đầu trở lại xuống chữ ngược dòng chỗ xuất phát nha.
tỉnh thì bên bờ kè thì bà con mình coi là nhiều nha. Giờ chuẩn bị xuất phát, ở tư thế nha, chuẩn bị xuất phát nha. Rồi, chuẩn bị xuất phát là quý vị nha. Còn lại khán giả bên bờ dòng ở bên khán đài A của chương trình. Hiện bây giờ là các ghe đang luyện tập, bữa nay là ngày mùng 10 của chương trình, còn 5 ngày nữa là đã vô tới ngày 9 rồi đó. Các ghe hiện bây giờ đang tích cực để chuẩn bị cho tốt cho mùa giải 2023 ha. Còn chiếc chèo quýt mới chuẩn bị chiếc đua bơi những ngược trở về chỗ xuất phát của chúng chị ha. Chèo quýt mới đang chuẩn bị nha. Đây của chú anh chị thì chèo quýt mới bắt đầu xuất phát lại nè. Đây, đang chuẩn bị coi ra. Đây là chèo quýt mới nha. Xin nhắc cho cô chú anh chị biết là chiếc ghe này ghe cứu chèo quýt mới của huyện Châu Thành. Ghe đi rất nhẹ luôn các anh chị ạ. Tăng tốc. Đây là cúp gây của Long Phú nè các chú anh chị. Cúp gây. Gây của cúp gây. Gây này của Long Phú nha. Thank you.
xe của xe buýt mới bắt đầu xuất phát trở lại thì có nghĩa. Rồi lên cái khán đài anh. Bờ kè của các cổ động viên đang theo dõi các đội ghe đang luyện tập cho mùa giải Olympic 2023. Chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chú chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem video mới nhất của chợ miền Tây. Nếu có hay quý vị hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin hân ái, mình chào.